Ừ, đi luôn. Cho em đi. Hả? Xe... Đi chợ đấy. Metro D320. Cầu đây nhá. Xe không đi cầu đây cũng đi nổi. Đầu nhỏ. Xe này tầm cỡ 6 tấn. Kéo cái móc nhỏ nhỏ nhìn đẹp luôn. Lốp đôi đổ ben. Móc cầu đậy. Tầm cỡ 6 tấn bị sạch. Đi cầu đầy nó không ép máy à. Giờ bốc thêm xe này nữa. Một xe này sáng một xe, chiều một xe không hết, kêu xe nhỏ vào hết, bốc thêm, bốc bớt nữa. Xe này mỗi chuyến cứ trên 10 tấn. Hôm nay rất đông, tính bốc hai xe còn một xe chưa vào đến thì giờ chung một xe một thì quá đông này luôn, không cần lên cầu. Không cần lên cầu.